cuộc chiến tiểu hào, ai sẽ buông tay trước? Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện đang có hai cuộc phản công trên hai mặt trận khác nhau. Lực lượng vũ trang Ukraine phản công trên mặt trận quân sự, còn các nước G7 thì phản công trên mặt trận kinh tế. Tuy nhiên, cả hai cuộc phản công này đều khiến cho chính họ phải chịu tổn thất nặng nề, cái được chẳng bỏ cho cái mất. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai cuộc chiến tiêu hao này quý vị nhé. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Cuộc phản công của quân đội Ukraine. Chỉ trong ngày hôm qua thôi, lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tiếp tấn công mạnh mẽ vào các vùng đất ở Donbass. Thống đốc vùng Belgorod cho biết trên kênh Telegram của mình vào ngày 16 tháng 9 rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào thành phố Valuki của Belgorod, khiến cho một dân thường thiệt mạng, hai người bị thương. Mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine là mạng lưới điện. Điều gây chú ý đối với cộng đồng thế giới đó là cáo buộc của một nhà báo người Nhật Bản là Asuka Tokuyama được đăng tải trên tờ Daily Shinko. Theo tác giả của bài báo, thì Donbass không cần đến xung đột quân sự. Ukraine đáng trách vì đã kích động, và nhà báo này viết rằng là một nhà báo sống ở Nga, tôi đã có vài ngày ở Donetsk vào giữa tháng 6. Hoa hồng đã thơm khắp thành phố, các bà mẹ trò chuyện trong công viên, bán hoa và bán đồ ăn ngon tự làm. Một cảnh hoàn toàn yên bình địa chỉ. Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh rằng nhìn những trường học nằm sau đống đổ nát rất đau lòng. Tokuyama cũng chỉ ra rằng lực lượng vũ trang Ukraine cũng bắn đạn pháo và rocket vào khu chợ khi có nhiều người dân thường đang ở đó. Nhà báo này cũng nói rằng ông đã gặp người đứng đầu của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Babsilin. Theo ông, cuộc sống trong vùng đang bắt đầu bình thường trở lại, các cơ quan bắt đầu làm việc ở Mariupol và mọi người đang trở về nhà của họ. Người Nga đã viện trợ cho họ để xây dựng tái thiết cơ sở vật chất bị tàn phá. Tác giả này viết rằng Cộng hòa Nhân dân Donetsk ra đời vào tháng 5 năm 2014 khi các phe phái thân Nga tuyên bố độc lập ở khoảng 1/3 khu vực Donetsk Oblast, miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk, thành phố lớn nhất với dân số khoảng 2,2 triệu người, chiếm tới một nửa dân số toàn khu vực. 8 năm trôi qua mà không có một ai công nhận họ là một quốc gia sau khi họ đã loại bỏ quyền tài phán của Ukraine. Và cuối cùng vào ngày 21 tháng 2 năm nay, Nga đã công nhận Donetsk Oblast độc lập với tư cách là một nước cộng hòa. Tại đây có 50% người Ukraine và 40% là người Nga. Nhưng có tới hơn 70% người dân nói tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ. Syria và Triều Tiên là các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc duy nhất ngoài Nga công nhận quốc gia này là một nước cộng hòa. Và bây giờ đây, điều gì đang xảy ra? Phương Tây chỉ đạo cho các hoạt động quân sự của Ukraine, bất chấp việc gây thiệt hại cho dân thường. Các cuộc phản công dồn dập của Ukraine càng gây nhiều thương vong, thì nó càng khiến cho tuyên bố của người Nga về hoạt động đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại khu vực này trở nên chính đáng hơn. Và theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 9, tổn thất của lữ đoàn cơ giới 24 và 28 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Nikolaev cũng như là lữ đoàn cơ giới số 46 của Ukraine ở khu vực Kherson lên tới 500 quân nhân thiệt mạng và bị thương. Điều này đã được đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Igor Kovashenko công bố. Ngoài ra, hơn 40 đơn vị thiết bị quân sự cũng đã bị phá hủy. Tại khu vực định cư Sopol ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, lữ đoàn tấn công miền núi số 10 của Ukraine đã tấn công bất thành và hơn 80 quân nhân Ukraine phải thiệt mạng. 8 xe bọc thép và 5 xe bán tải đã bị phá hủy. Ông Konashenko nói thêm, quân đội Nga cũng đã phá hủy 5 kho vũ khí tên lửa, pháo và đạn dược của các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkiv và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Hai tên lửa đạn đạo Tokau đã bị phá hủy trên không tại các khu vực Perkavak ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk và thành phố Donetsk. Một ngày trước đó, ông Konashenko cũng đã nói về nỗ lực bất thành của quân đội Ukraine trong việc tiến công theo hướng Nikolaev, Kyrivki. Kết quả là hơn 150 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt. Trước đó một ngày vào ngày 14 tháng 9, chỉ huy quân sự Yevgeny Bobruny đã thông báo rằng các lực lượng của lữ đoàn 65 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhia và đã bị thất bại đẫm máu. Điều đáng chú ý là vào ngày 13 tháng 9 thì Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công vào các điểm triển khai của một lữ đoàn quân đội Ukraine, bao gồm cả khu vực Kharkiv. Hơn 800 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê đã bị loại bỏ khỏi vòng chiến đấu. Trước đó, chính kênh truyền thông phương Tây Washington Post cũng đã đưa tin về những lời mà binh sĩ Ukraine bị thương tiết lộ trong cuộc tấn công Kherson. Họ nói rằng người Nga đã sử dụng mọi thứ, một loạt bom bi, đạn phốt pho và súng cối kéo dài trong 5 giờ đồng hồ. Ai có thể sống sót sau một cuộc tấn công như vậy? Những người lính này còn gọi cuộc phản công ở Kherson là một hoạt động quân sự đầy tham vọng nhất của Kiev. Như trong trận chiến giành Kiev, thành công của Ukraine hầu như không được đảm bảo. Và lời kể của những người lính báo hiệu rằng
sẽ có một cuộc chiến kéo dài với nhiều thương vong hơn nữa. Bài báo này mô tả khá cụ thể về lời của binh lính Ukraine bị thương nói, và phía Ukraine cũng đã cấm các phóng viên xuất hiện để đưa tin trên chiến trường. Từ góc độ cầm quân mà nói, muốn đánh giá được khả năng điều binh khiển tướng của một người nào đó, người ta thường phải xét tới yếu tố được và mất trong cuộc chiến. Phía Ukraine đang thực hiện phản công, trong khi tiêu hao và thiệt hại thuộc về họ lớn hơn những gì mà họ đạt được. Vào ngày hôm qua thì phía Ukraine đã tuyên bố là cuộc phản công của họ sẽ phải chặn lại. Dẫu rằng những chiến binh tham gia tiền tuyến trong lực lượng vũ trang Ukraine là những lính đánh thuê của các đồng minh NATO, nhưng rõ ràng đây là tổn thất và nó không hẳn là một cuộc phản công thành công như là báo chí phương Tây vẫn tung hô. Điều này sẽ khiến cho người Mỹ tiếp tục lún sâu và chi viện nhiều hơn vào chiến trường Ukraine, trong khi tình hình trong nước của họ lại đang rối ren. Tất nhiên là nếu như Mỹ chi viện tên lửa tầm xa cho Ukraine thì cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi, bởi vì chắc chắn rằng Ukraine sẽ dùng nó để tấn công vào lãnh thổ Nga. Khi đó, cuộc chiến sẽ bước sang một giai đoạn mới tàn khốc và mang lại nhiều rủi ro toàn cầu. Cho nên, không ít chính trị gia nói rằng cuộc chiến này là vô nghĩa. Tổng thống Brazil vào hôm 12 tháng 9 đã nói trên tờ Folha de São Paulo rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã có cơ hội để ngăn chặn một hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine bằng cách từ chối tư cách thành viên của Kiev trong khối. Nhà lãnh đạo Brazil nhắc lại cuộc khủng hoảng Caribe vào năm 1962. Khi đó Liên Xô và Hoa Kỳ đã tìm cách giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và nhượng bộ lẫn nhau. Ông Bolsonaro cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc NATO có thể mở rộng về phía đông chắc chắn sẽ khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin phải lo lắng. Họ đang gia nhập vào NATO, họ sẽ đặt tên lửa chỉ cách Moscow vài phút, giống như tình huống với hành động của quân Mỹ ở vịnh Con Heo của Cuba vào năm 1962. Bởi vậy, việc viện trợ cho Ukraine của phương Tây rõ ràng là đang muốn Kiev chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng. Cuộc chiến tiêu hao thứ hai, đó là trên mặt trận năng lượng. Phương Tây đã tung ra một loạt các lệnh trừng phạt áp đặt năng lượng cho Nga, trong đó có dầu mỏ và khí đốt là chủ yếu. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một cuộc phản công mà lại là một cuộc chiến tiêu hao. Vì nếu như Nga bị ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt, thì EU cũng sẽ phải gồng gánh chi phí năng lượng cao ngất ngưởng. Người dân khu vực này không thể nào chịu nổi và đã có những dấu hiệu biểu tình. Cùng với đó là việc các chính trị gia chống Nga đã rời khỏi chiếc ghế quyền lực. Gần đây nhất là Thủ tướng Thụy Điển đã tuyên bố phải từ chức. Và bây giờ đây, người ta đang nói về việc Nga nếu như không tuân thủ giới hạn giá, nó có thể gây ra một cuộc chiến tranh tiêu hao giữa Moscow và phương Tây. Trận chiến về dầu mỏ của Nga mới bắt đầu. Hẳn là quý vị còn nhớ vào ngày 2 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính của các nước G7, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố xác nhận kế hoạch thực hiện giới hạn giá đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Hoa Kỳ và châu Âu đã hy vọng một động thái như vậy sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà phương Tây đã áp đặt lên Nga kể từ khi cuộc chiến này nổ ra ở Ukraine. Cho đến nay, nền kinh tế Nga vẫn trụ vững nhờ hoạt động bán dầu. Theo Wall Street Journal thì Moscow đã kiếm được 74 tỷ USD từ việc bán dầu cho đến tháng 7 năm nay. Tức là Nga chưa thấy tổn hại to tát gì từ các lệnh trừng phạt. Có một điều là phương Tây đã quên mất một yếu tố rất quan trọng. Các nước thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, OPEC cộng đều đứng về phía Nga và phớt lờ lời mời gọi thúc đẩy bơm thêm dầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phương Tây muốn hạ giá dầu, nó thì lại đi ngược lại với lợi ích của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Cho nên họ rõ ràng rằng sẽ là người đầu tiên phản đối việc áp đặt giới hạn giá dầu. Kết quả là, để đáp lại quyết định của phương Tây, các nước xuất khẩu dầu mỏ đã tuyên bố cắt giảm sản lượng khai thác của họ. Cuối cùng, G7 phải mua dầu giá cao từ Trung Quốc và Ấn Độ, mà dầu của hai quốc gia này lại được mua hoàn toàn từ Nga. Cho đến nay, cả hai quốc gia này đều không giấu giếm về cách họ sẽ phản ứng với mức trần giá dầu mới. Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Singh Puri đã nói rằng ông sẽ xem xét đề xuất này, nhưng mà cuối cùng thì ông ấy không có thấy mâu thuẫn đạo đức nào khi mà Ấn Độ kinh doanh với Nga. Nhưng mà ông cho rằng mình có nghĩa vụ đạo đức đối với người tiêu dùng của đất nước ông. Còn người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói rằng Bắc Kinh hy vọng các nước liên quan sẽ nỗ lực mang tính xây dựng để xoa dịu tình hình thông qua đối thoại và tham vấn, chứ không phải là làm ngược lại. Một ví dụ điển hình về việc G7 không thể loại bỏ hợp tác với Nga là đến từ hoạt động thương mại của Nhật Bản trong thời gian gần đây. Nhật Bản tuyên bố rằng họ tham gia trừng phạt Nga. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Nga trong tháng 8 đã tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021, lên tới 219 tỷ yên. Đây là báo cáo của TASS có tham chiếu đến số liệu thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản cung cấp. Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 21,5%, trong khi nhập khẩu thì tăng 67,4%. Đồng thời, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đối với Nga đã tăng tới 290% so với năm ngoái. Nhật Bản cũng tăng nhập khẩu khí đốt từ Nga lên 211% so với năm ngoái, nhập khẩu dầu thì giảm 20%.
Như vậy thì không thể hiểu là G7 đã áp đặt giá trần lên dầu Nga và khí đốt của Nga để làm gì? Để rồi khiến cho các quốc gia dầu mỏ khác phản đối và cắt giảm sản lượng. G7 sau đó thì chạy lại để mua dầu với giá cao từ chính Nga hoặc là các đối tác của Nga. Thật là khó hiểu cho suy tính này. Nếu như Nga không tuân thủ giới hạn giá, nó có thể gây ra một cuộc chiến tranh tiêu hao giữa Moscow và phương Tây. Trong trường hợp ông Putin quyết định ngừng xuất khẩu sang các quốc gia thực hiện giới hạn giá trước tháng 12, thì giá dầu sẽ một lần nữa gia tăng, tạo ra một cơn sóng đau đầu chính trị cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tiến gần. Như vậy thì có thể thấy, chúng ta đang chứng kiến hai cuộc chiến tiêu hao. Thứ nhất là trên chiến trường Ukraine và thứ hai là trên mặt trận dầu mỏ. Động thái đáp trả của Tổng thống Nga Putin sẽ là như thế nào thì chỉ có thể xác định được chính xác vào ngày 5 tháng 12, khi mà lệnh áp đặt giá dầu đã có hiệu lực. Người ta dường như đã dự đoán được rằng ông Putin sẽ không đồng ý với việc áp giá dầu này, cho nên ông ấy sẽ không thỏa hiệp và có thể ngừng xuất khẩu dầu sang các quốc gia G7. Lúc này thì cơn sốt giá có thể khiến cho phương Tây thực sự phải chảy máu ngân sách để mua năng lượng. Cho nên người ta đang nói rằng phương Tây giống như một con thiêu thân sống trong đầm lầy của Ukraine. Cuộc chiến tiêu hao bắt đầu từ tài chính cho tới quân sự, nên kéo dài cuộc chiến rõ ràng là bất lợi nghiêng về phía phương Tây nhiều hơn. Giáo hoàng Francis đã nói rằng phương Tây đã đi sai đường và bây giờ đây không thể còn được gọi là một tấm gương để nói theo. Truyền thông Ý là tờ Corriere della Sera đã trích lời giáo hoàng rằng phương Tây đang đi sai đường, chẳng hạn về mặt công bằng xã hội. Theo ông, phương Tây hiện tại là nghĩa địa vĩ đại của nhân loại. Và ông ấy cũng nhấn mạnh rằng các nước phương Tây hiện không thể giúp đỡ các dân tộc khác vì họ không còn vị trí cao nhất. Giáo hoàng trước đó đã kêu gọi thiết lập một cuộc đối thoại chính trị toàn cầu và tạo ra một thế giới hòa bình và ổn định hơn. Còn chúng ta, những người nằm ngoài cuộc chiến, sẽ chờ xem còn điều gì chờ đợi những người tham gia cuộc chơi năng lượng này vào mùa đông. Quý vị nghĩ sao về nó? Hãy để lại bình luận phía bên dưới video này nhé. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.